ngày 29 tháng 6, ông Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ cho biết ông hy vọng Hạ viện sẽ nhanh chóng thông qua đạo luật mới về chăm sóc sức khỏe sau khi đạo luật này đã được Thượng viện thông qua. Các nhà lãnh đạo thuộc Đảng Cộng hòa hy vọng sẽ đạt được thống nhất về các thay đổi nội dung trong ngày 30 tháng 6 để các nghị sĩ có thể xúc tiến bỏ phiếu thông qua sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ 4 tháng 7. Trước đó, hôm 27 tháng 6, lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Mitch McConnell đã hủy bỏ kế hoạch thông qua dự thảo luật trong tuần này bởi vì phe Cộng hòa đã không có đủ 50 phiếu thuận cần thiết. Trong suốt 7 năm qua, Đảng Cộng hòa đã nỗ lực hủy bỏ luật y tế năm 2010 của Tổng thống Barack Obama, còn gọi là Obamacare. Tuy nhiên, họ vẫn chưa giới thiệu được một luật mới để thay thế được số đông ủng hộ. Ông Ryan cũng cho biết Thượng viện Mỹ phải bỏ phiếu một lần nữa về sắc luật bổ sung thêm biện pháp trừng phạt đối với Nga vì văn bản được thông qua hồi đầu tháng này đã vi phạm hiến pháp Mỹ. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để cập nhật những thông tin mới nhất. Cẩm Tú xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.